hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vs channel hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một vài thông tin cần thiết về biến đất quật đây thông tin đầu tiên đó chính là hiện nay tại mỹ mà cụ thể là virginia trong một hội trợ việt nam tại mỹ thì đã có những gian hàng chấp nhận đổi bi và giới thiệu biến đất quật đến mọi người nha các bạn đây các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh tại đây với quy mô là có hàng chục thương gia và các doanh nghiệp doanh nghiệp tại mỹ là các việt kiều sinh sống và làm việc tại mỹ trong ngày Tết này thì họ cũng đã chia sẻ gian hàng chấp nhận thanh toán bằng bi và chia sẻ bi network đến nhiều người đây như các bạn thấy đây hình ảnh này bi network use code là có cả mã mời ở đây nha các bạn đây gian hàng bi network là nổi trội luôn nha các bạn với bong bóng màu tím màu sắc tượng trưng của bi network đây ở đây cũng có để mã mời nha các bạn này đây mã mời đây các bạn nhé đây là hội trợ của người Việt Nam tại Mỹ cho nên là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nha đây các bạn thấy đây là toàn bộ cái gian hàng hội trợ vậy thì chúng ta có thể khẳng định là Bin Network không chỉ xuất hiện và phát triển rộng rãi tại các quốc gia châu Á mà tại Mỹ B Network cũng đang dần lan tỏa đến nhiều người hơn và chợ Tết tại đây chính là minh chứng cho điều đó thì phải công nhận là thời gian vừa qua vừa qua cũng có thêm hai thông tin mà chúng ta cần lưu ý thứ nhất đó là rất nhiều những cái trang web lừa đảo nó ra đời và với rất nhiều những hình thức lừa đảo đa dạng, tinh vi hơn. Và mình nhận được rất là nhiều những hình ảnh của các bạn như gửi về cho mình mà mình sẽ chia sẻ lên đây cho các bạn xem. Đây này, như các bạn thấy này. Đây, một cái trang web nó làm biểu tượng giống y như Network là mybeairdrop.com nha. Nhưng ở sau đó là nếu bạn nhấn vào phần Connect Wallet là nó bắt các bạn sẽ phải nhập mật khẩu ví vào đây này. Và nếu như bạn nhập vào, như bạn biết đó, các bạn sẽ bị lộ của mật khẩu ví mà mật khẩu ví thì sẽ không thay đổi được nha các bạn chỉ có làm cái mới thôi cho nên những bao nhiêu nào mà đã chuyển bi về ví rồi mà bị lộ của mật khẩu ví là khả năng là gần như là mất luôn mất luôn số bi của mình dù cho hình ảnh là giống y như bi nhưng các bạn phải kiểm tra kỹ cái đường link website này nó khác có nghĩa là không phải của bi network. quật bi chỉ có đúng đường link là mybi com mà thôi đó là cái trang web chính thức của bi Network còn lại tất cả đều là lừa đảo cũng như là bên network sẽ không bao giờ yêu cầu cộng mật khẩu ví của các bạn các bạn nên nhớ như vậy nha chỉ có ở trong phần wallet trong bi thì các bạn mới nhập cộng mật khẩu ví mà thôi hoặc là một hình ảnh khác đây cũng được một bài gửi về cho mình và có hỏi mình đây có phải sự thật hay không thì không nha bạn thấy dù là địa hình bi network này đây là ở trên twitter nha các bạn nói chung người ta lừa đảo bây giờ trên đa dạng các hình thức luôn trên facebook trên twitter trên youtube hay trên website gì nó cũng đều có những hình thức lừa đảo khác nhau ấy thì thứ hai là đến mạng xã hội bên Twitter các bạn thấy ở đây là họ nói là chúc mừng bạn được chọn là người chiến thắng ngẫu nhiên và nhận được 5.000 đô Đấy, và để hình bi nói cuộc ở đây này các bạn để nhằm cố đánh lừa người khác và khi mà bạn xem mà đọc thì cái cách nhận thưởng là bạn chỉ cần gửi cái ví Ethereum ERC20 cho họ hoặc là Metamask để nhận 5.000 đô thôi nhưng mà chắc chắn khi mà bạn gửi ví xong họ sẽ có thêm nhiều yêu cầu nữa ví dụ buộc các bạn phải nạp tiền hoặc là đưa các bạn đến một cái trang web mà buộc các bạn nhập mật khẩu ví này kia cho nên là những trang web này các bạn là 100% lừa đảo nha rồi tiếp theo là một cái trang khác ở Facebook đây các bạn đây giả mạo là bi network mà giả bảo cũng khá là tinh vi nếu như các bạn không để ý nha và nhắn tin cho người dùng các bạn lưu ý là bên network không bao giờ nhắn tin trực tiếp cho người dùng nha thì đây là một cái fanpage này nó cũng giống y network nếu bạn so sánh nhưng cái điều khác ở đây để các bạn biết được á là các bạn thấy thứ nhất là ở đây chỉ có hai người thích trang này thôi trong khi fanpage chính thức của network thì có hơn một triệu follow rồi thứ hai ở đây họ nhắn tin trước cho bạn và thậm chí bằng tiếng việt luôn ở đây ghi này chúc mừng bạn đã tham gia thần thưởng binance đang diễn ra chưa Đấy, thì sau đó là người dùng ở trong này nhắn tin là tôi chưa nè trả lời tôi chưa thì họ gửi cho bạn một cái đường link nhấp vào liên kết thì đó là rất là nhiều những cái hình thức nó lừa đảo nó ra đời như vụ của B Bridge cũng là một dự án mà lách luật của bên Network đối với mình thì đó cũng là một cái hình thức để mà lùa người dùng về mua cái đồng token của dự án B Bridge và các bạn thấy là B Bridge nó là bị khóa hai chiều và điều buồn cười là chính một trong những cái người trong nhóm bprit này còn dám nói là những ai có hoàn cảnh khó khăn mà trao đổi bi và bị khóa tài khoản không giao dịch được hãy để lại comment tôi sẽ cho trợ lý liên hệ tổng hợp các trường hợp và giúp trao đổi làm việc với team tại văn phòng p network ở mỹ bạn thấy là đã cố tình làm sai luật của bicotim rồi mà bây giờ còn dám phát biểu như vậy nữa tất nhiên đây là cái hậu quả mà xứng đáng nhận được từ dự án bprit đây chỉ là những cái hình thức cố gắng để chống chế của nhóm B Bridge mà thôi. Và thời gian này thì cũng đồng loạt các ví bị khóa hàng loạt như các bài đi ở đây chia sẻ này. Như đây hình ảnh mà mình nhận được từ các bài đi thì không biết là có phải sự thật 100% không. Các bài đi ở đây có đăng lên cái nhóm của mình này. Em bị khóa hai ví này. Đây. Khóa nữa rồi à. Tám người rồi này. Đấy, 15 người rồi này, nay lại quét này, các bạn thấy không? Em lại bị khóa ví 20 ngàn rồi, 20 ngàn luôn nha các bạn. Đấy, mặc dù tin tức này chưa được kiểm chứng, nhưng nếu như đây là sự thật thì đúng là hàng loạt ví bi đã bị khóa từ những người đã cố tình vi phạm vào chính sách và luật chơi của Bigo Còn nếu như không phải là sự thật thì cũng là một lời cảnh báo cho những ai muốn trao đổi và mua bán bi bằng tiền Fiat. Khi mà họ nói là cấm đổi bi bằng tiền Fiat thì có nghĩa là cách đổi bi bằng tiền fiat là cách làm sẽ không giúp ích cho bi network bởi vì nếu như giúp ích cho bi network thì chắc chắn họ đã cho phép các bạn giao dịch bi bằng tiền fiat trong giai đoạn mạng kiến rồi nhưng điều này bị cấm có nghĩa là họ biết chắc rằng giao dịch bi bằng tiền fiat trong giai đoạn mainnet kiến là không tốt cho bi network còn nếu như nhiều người vẫn ngoan cố giao dịch bi bằng tiền fiat chưa biết tại sao giao dịch bi bằng tiền fiat là không tốt thì có nghĩa là bạn chưa hiểu được tầm nhìn của đội ngũ bi network khi nhiều người cố tỏ ra ngoan cố và tưởng là mình đã lách luật được PicoTeam thì hàng loạt ví đã bị khóa. Ở đây chính là cái giá phải trả cho những người dùng đó. Vì vậy hãy copy chăm chỉ và tuân theo đúng luật của đội ngũ PicoTeam nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.